Xin chào mọi người, con tên là Minh Khuê. Hôm nay con sẽ đọc câu truyện mang tên là Washington cứu sống cậu bé hổ dân trong bộ truyện Giao hàng cùng vĩ nhân. Quyển 3, nào chúng mình cùng bắt đầu thôi. Hồi nhỏ, có lần Washington đang đi dạo chơi tại một thung lũng trong rừng cùng với những người bạn. Đột nhiên, đơn tố kéo đến, cậu và người bạn thấy một tiếng la thất thanh ở đâu gần đó. Hai người nghe theo bờ hồ, quả nhiên là có người đang rơi xuống nước và kêu cứu. Đó là một cậu bé người hổ dân da đỏ. Cả Washington và cậu bạn đều biết bơi. Nhanh trí, Washington liền bảo cậu bạn tìm một cây, còn cậu sẽ nhảy xuống nước để cứu người. Bằng những hiểu biết và kinh nghiệm đã học trước đó về cách cứu người bị đuối nước, Washington nhanh chóng đưa cậu bé vào bờ an toàn. Chuyện này là dũng cảm của người khác lúc khó khăn, nguy nan là một đức tính vô cùng cao đẹp. Người sẵn sàng giúp đỡ người khác sẽ luôn được người khác yêu quý, giúp đỡ cũng như dễ dàng vượt qua những hiểm nguy trong cuộc đời.